bên chuồng vịt sáng tụi tao mờ trời rồi đi móc bọc rồi. À, móc bọc phải không Tư? Ừ, móc bọc mà một phi nhớ bây giờ con tính hai mấy ba chục triệu. Trời ơi. Rồi cái thùng đông lạnh đó, một cái thùng lớn, bốn cái thùng nhỏ đâu. Cái đó là ở đâu nó cho vô không Tư? Bị tàu nó đi buôn lậu nó chìm. À dạ. Nay đi Phú Quốc chúng Tư nay đang vô cái chỗ nhà ga để mua vé đi tàu ở bên Phú Quốc. Mưa sáng giờ đi vòng từ ở An Giang qua tới Kiên Giang mưa quá trời mưa luôn. Giờ là vô đây để chờ mua vé, chút xíu nữa là bắt đầu ghé bên chợ Hà Tiên rồi mình bữa xong cái xuống bến phà 12 giờ xuất bến vào bên Phú Quốc luôn nha. Xong Tư. Cái đó nó có Superger cái gì cái gì cái này có cái gì trong trống anh? Sô-cô-la. Cái này là những người ăn chay ăn được đúng không? Được mà bánh xốp mà phải không? Nó đâu có thịt sống gì đâu. Một bịch nhiêu đó con? Cái này mới ngon nè ông Tư. Cái này mới ngon nè ông Tư. Chút cái ấy là coi chừng. Không, cái này nó giống như cái đó mà nó ngon hơn. Cái này nó có cái gì cà phê giống hay gì? Sô-cô-la. Có sô-cô-la mà nó nhiều hơn kia. Lấy hộp này đi. Hộp này ngon hơn kia đúng không? 25.000 phải không? Không mà nhìn thấy nó ngon hơn á. Con lấy hộp đó đi, hộp này. Xe 655. Xe mà tới 1.1 rồi hả? Sao mắc dữ vậy ta? Vượt qua nó chưa tính được về đó hả? Ừ. Giảm tài xế. À giảm tài xế. Có giảm người lớn tuổi không ta? Như ông cụ 8 mấy tuổi mình phải hỏi coi có giảm không? 84 tuổi rồi. À. Ra đứng ngắm tí xíu chuẩn bị đi ra đảo Phú Quốc. Thôi đứng ra vô gió thổi là thổi lên chỉnh kìa. Trời ơi chắc cái ta cắm sâu dữ lắm không Từ? Nó hút nước à, trong sống nó cần cẩu không chứ đâu có ai đó nổi bự hả ông ơi. Cánh nó bề ngang cánh hơi hai thước trời ơi. Cánh vậy quá trời ha. Ở đây quay còn là lầu phố không mà con ra ngoài chút kìa. Ngang quận Campos và bị biên ăn cướp dữ lắm. Trời ơi cây ngang cầu hết rồi. Ngang cây cầu cầu Tô Châu. Cầu Tô Châu không phải chạy nhanh á. Chạy nhanh thiệt không có chưa đâu. Nhất này chưa nhanh đâu vậy không ra ngoài nó mới mở máy lớn lên nhanh nữa. Một lần nó chạy cái tàu bắt đầu nó chạy có Hino 8 rồi cái này chắc Hino 12 24 mấy chiếc tàu đó nó chạy nó ghê đó ông Tư. Mấy chiếc tàu xanh đó đó ông Tư kìa, bên đó đó. Còn tàu của Hải Quân thì sao? Con cái tàu cao tốc đó, tàu khách đó. À không? Tàu khách. Thiết kế giống như mấy tàu đó mới ghê, tàu dài. Móc túi lấy tiền. Quá là đẹp này, cảnh này đẹp này chứ. Quá đẹp. Ờ, quay vô quá kìa. Không
Tư nhiêu năm mà mới đi lại ông Tư? Chắc 20 năm rồi. 20 năm hả ông Tư? Không có chỗ đâu lên đâu. Chỉ đâu ra phá lại cho à. Chỗ này thôi, nó lên kia. Lên chỗ đó đứng lại. 20 năm mới quay lại. Tàu nó chở xe nhóc kìa. Ở đây là bến phà Hà Tiên. Đó cái chợ Tịnh Biên đó. Còn trong kia là bến mỗi lần cầu nổi chỗ đây nè. Có cái cầu đi xuống nữa hả ông Tư? Còn cái chân nữa hả? Cầu nổi. Mấy cầu nổi. À. Tức là cái cầu phao ngày nó ngày xưa là đầu tiên ở đây hả ông Tư? Núi Tô Châu là núi nào? Hả? Núi này hả? Sau lưng mình à. Núi này chứ. Núi này nè, núi này nè. Không, cái này mũi nai. Núi Tô Châu nè, bên đây là mũi nai. Vậy hả? Ừ. Đây là núi Tô Châu, còn bên đây là mũi nai. Đi cầu cặp cầu Tô Châu luôn đó. Chạy nhanh ghê ta. Nhanh lắm. Cái này nó chạy còn vậy, cao tốc chạy còn nhanh dữ nữa ha. Ủa, Tô Vô Châu, mỗi nay nó nằm bên chợ Hà Tiên mà mày nói kìa. Dạ, chợ Hà Tiên bên đây nè ông Tư. Bên đây là Tô Châu. Đâu nãy để chợ Hà Tiên đó, đó. Không, cái đó là bến phà Hà Tiên. Bến phà Hà Tiên hả? Cái chỗ đó là bến phà Hà Tiên. À. Là nằm phía ngoài biển, còn bến phà Thành Thới nằm phía trong. Mấy cái phao đó chắc người ta dân lưới quá ông Tư. Ừ. Khu này là khu lắm biển hả? Ở đây mà có mấy cây gì, cây đó giống cây thông quá ông Tư á. Cây dương biển mình đó. À, dương biển. Mà nhìn nó đâm trò lên nhìn giống tầng thông chứ. Tới 3 tiếng rồi hả? 3 tiếng rồi. Wow. 5 cây số rồi. Lên bọt luôn chứ. Nước cái chạy khủng khiếp lắm rồi. Nước mặn mà. Đẹp á. Hình như cái thạch động núi nhọn đó hả gì á. Gì đâu? Cái thạch động á. Cái thạch động này có không? Sao năm nó lên chợ Hà Tiên bên đây quê? Đúng rồi, cái chợ nãy mình ăn đó. Vậy là thạch động bên đây. Bị nó quay nãy ông có biết hướng. Mấy cái này là bãi bồi của ông cậu hay là nó... Đâu có, rồi, nó lỡ vô không? Sông đánh đó nó lỡ đó. Chỗ đó là đá người ta sắp hay là do đá tự nhiên á ông Tư? Đá tự nhiên không, đá núi này chứ người ta cũng sắp mở, lỡ vô chiếm đất liền. Cho nổi không Tư? Đâu không. Cao lắm á. Cũng vậy chứ. Đứng đây được rồi. Giờ nó lên giác đó thì nó không cho sao đóng cửa. Ờ, trên kia cao quá sao không cho. Chứ nguy hiểm á. Ở đây có gió lại ha. Gió. Có gió lại. Con dòm đó mênh mông trời đất á. Mấy cái hòn thấy thâm thẳm thẳm thẳm. Như mấy chỗ này thường thường là nó có thể sâu cỡ chắc cỡ khoảng vài trăm mét hả ông ơi? Đâu có. Vậy mấy hả? Chục mét. À, mấy chục mét hả? Ừ, mười mấy mét. À, con tưởng đâu sâu vài trăm mét chứ.
Vậy mà giữa biển ta trồng trụ điện cao thế được ta, hay dữ ta. Đâu có trồng trụ điện ngầm. Điện ngầm á thôi. Ừ. Cái đường điện ngầm nó mắc gấp 10 lần điện trên không. Dạ. Thì cái vỏ nó bằng inox đâu không mà. Thép. Thép đâu chịu nổi. Đấy đợi kêu cái gì thép không rỉ, nó ý nhôm không rỉ á cậu, giống như nhôm máy bay mình á. Chứ nó không có xài inox nữa. Thì inox không có bền. Có người ta bảo là nó xài bằng nhôm không rỉ á, thứ mà xài cho máy bay á. Là lỗi đó là nó cứng như, gần như thép. Mà nó nhẹ. Ở biển nó có cái điều hơi lạ hơn, trong sông thì ngồi mình là có cá là không có cây cỏ bay trên mặt biển nó tư, còn trong mình là cây cỏ nhiều lắm không ơi. Có thì sông nhỏ. Lại nó nằm ở dưới lòng đáy dưới á. Ở đây có sóng nó đưa vô mé hết rồi. Mấy cái quịnh cái búng như vậy nè. Bởi vậy mình đâu có thấy nó trôi trôi cho mặt sông mặt biển đâu. Ở bên Chuồng Vích sáng tụi tao mờ trời rồi đi móc bọc rồi. Móc bọc phải không Tư? Ừ, móc bọc mà một phi nhớ bây giờ con tính hai mấy ba chục triệu. Trời ơi. Rồi cái thùng đông lạnh đó, một cái thùng lớn, bốn cái thùng nhỏ đâu. Cái đó mấy là chục triệu ở đó. Đâu nó cho vô phải không Tư? Bị tàu nó đi buôn lậu nó chìm. À nha. Trên Chuồng Vích đó cậu. Ừ, nè cao tốc nè. Trời ơi, chạy kìa. Đàn ơi. Quá rồi, quá khứ rồi, sống cái kìa chạy kìa. Đó nó phun nước sao đó. Quá khứ rồi. Ở chính giữa là lường ảnh trống lỏng à. Ảnh có hai cái bao hai bên à. Hai cái cục máy nó nằm ở dưới đó. Nằm ở dưới cái hai cái dạ bên đó. Mấy cái núi núi đó là con nghĩ là mấy cái đảo, mấy cái hòn không hả ông Tư? Tao đi tàu nó quay về tao hết biết đường đâu đấy, chắc ở dưới này ba hòn rồi này kia, dưới hòn Nghệ, hòn Sóc rồi này kia. Tức thấy là cậu nhắm hướng này nè, hồi nãy mình qua được chỗ cái hẻm núi đó đó, mình bên mình đã qua chỗ hẻm núi đó, bây giờ căn cứ là bên đây là Hà Tiên, chợ Hà Tiên thì mấy ở dưới đó là nó thuộc của Kiên Giang, Kiên Giang Cà Mau, của Cà Mau, đảo gì nhỏ nhỏ lừa đảo vậy ta, được lắm. Bởi thằng này nó lớn xác, người ta chạy vậy, nó chạy vậy, biểu lẹ ta cho lẹ đâu. Nó bự gấp 2, gấp 3 lần kia mà. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi sư phụ? Dạ 84 rồi chú. Dạ dạ. Nó đi vậy mà nó cũng không có ấy không Tư? Hả? Nó vậy mà trên này nó không có lắc lư gì hả không Tư? Đâu có lắc. Nó im điệp luôn á, nó im còn hơn mấy cái tàu đi ở nhà nữa. Lắc thì nổi lắc. Bởi ta ít ra đây là máy nó ồn nữa biết không? Dạ. Dây hít nói cũng dây. Dây này ba lớn. Trời ơi. Mấy cái tàu du lịch con dồn loài tối nó đâu quay bằng người ta mình được, máy không? Dạ.
quá trời, những cái hòn nó nhỏ nhóc luôn cơ ơi. À. Mấy cái hòn đảo nhóc luôn. Dữ lắm. Ngoài đó thì dài dài nhóc luôn. À. Bên biên còn đông gấp mấy lần bên mình nữa. Dễ lắm tôi. Yeah.
rộng như thấy cá ha. Biển rộng mênh mông. Cái này có cá heo lội theo vui. Nó chở qua cái đảo đó chơi. Là mai qua đảo đó chơi kiếm thuốc luôn á ông Tư? Không, thuốc trong trùng vít trong này nè. À, trùng vít. Cái đảo đó đi về đây ngắm biển chơi. Dạ. Vậy là chiều bữa nay mình ngủ ở Dương Đông. Nó còn bao nhiêu cây ở đây đi qua trùng vít. Mời ngủ ở trùng vít. Mà Dương Đông thì mình đi ví dụ Dương Đông là bữa nay có cái điểm nào mà mình đi kiếm thuốc được không ông Tư? Kiếm đâu giờ? Tại vì bển tới chiều rồi. À, tới chiều rồi đâu kiếm được ha. Cái hòn đó giống con rùa quá ông Tư ơi. Ở bển nhiều hòn vậy lắm. Dạ. Nó có chút xíu mà nở vậy hoài luôn á ta. Đâu giữa biển tự nhiên hòn cái hòn nổ này. Bởi vậy trời đất tạo ra mà đâu có biết được đâu. Cái hòn chảo cách hòn Phú Quốc xa không ông Tư? Bị một lần đi đò bắt đảo đi ngược cặp Tà Lơn đi qua. Yeah. Rồi giờ đi về tao hết biết sao rồi. Dạ, hết biết rồi, qua đi đi. Mười mấy năm mà. Ta sao kia là cái tàu. Chiếc cớ chiếc này giống nhau không ta? Không. Không giống hả? Đó là chiếc thợ đó hai lượng này đã tới. Chiếc thợ đó hai lượng. À. Chiếc cái lẹ luôn. Chiếc lẹ hơn chiếc này hả? Đúng rồi. Mà thấy nó cũng to ha. To. Cái này view đi ra nó càng hơi giữa biển nhiều quá thì anh chiếc cao tốc đỏ 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 tuốt ở dưới hàng điện dưới kìa. Ờ chạy kìa. Trời cũng không nắng mà cũng không mưa cũng được ha. Nhưng mà sáng sớm cỡ 9 giờ 10 giờ mà nắng gắt cái là coi đẹp, biển đẹp lắm luôn. Bữa nay đi ông bà độ không có nắng không có mưa. Ông bà độ hả? Ông bà độ. Hai ông Tư độ. Đi đi vé tàu ông Tư được giảm 40.000. Vậy lớn tuổi dầm bán ông Tư được giảm 40. Này lớn tuổi. Giá xe thì nó mắc hơn á. Giá xe thì 1 triệu mốt. Một tượng. Cái chiếc xe mình mấy triệu? Dạ 1 triệu mốt. 1 triệu mốt mà đi về 2 triệu mấy á. Còn tài xế được miễn phí. Con với anh Tăng thì người 180. Đúng ra 2 YouTube này anh Tăng mới 500 mới được. Ở đây thì chơi với cái cánh này ấp đảo á ông Tư. Đảo Thổ Chu còn xa hơn mình đây chạy 3 tiếng tàu này mà từ Phú Quốc ra Thổ Chu khoảng 6 tiếng. Xa hơn Thổ Chu xa vậy đó hả? Xa hơn Hà Tiên ra Phú Quốc. Yeah. Đảo Thổ Chu nó nằm giáp hải phận quốc tế rồi. Yeah. Cái này nếu mà tính như là từ cái đảo này qua đảo kia chắc cũng tầm khoảng mấy chục cây số không á Tư? Mấy chục. Đi xa xa đó mình nhìn thấy cái đảo mờ nhỏ 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 trên. Mình đi chứ cũng 5-70 cây như bình thường á. Quá xa. Qua góc này ít đảo rồi ha. Góc này làm như là giảm. Kìa, cái con cá nó nổi kìa, gì đỏ đỏ kìa, cá đỏ kìa. Cái đó cái gì á? Phải không? Cái miếng bạc kìa hả? Miếng bạc gì đó trời. À, miếng bạc tự con cá đỏ chứ. Còn bạc cá nó chạy. Nước kìa, không có nước kìa. Ê, nước ngủ. Đâu. Nước sạch kìa. Sạch kìa. Ôi. Này rong hả ông Tư? Đây nó là muối nè. Ủa cái này là làm muối hả ông Tư?
tròn hết ha. Cái rạch nước mình nó chạy giữa biển nè. Nó giăng lưới ca kẹp, nó giăng theo dòng nước này không à? Tại mấy cá theo nàng mấy cái tảo này không tư? Phải, giữa biển nó có một lần cỏ rồi. Này ước gì mình gặp nguyên làng cá nó đang lội. Bay nó lội con đâu thấy nó bay lên chứ. Dạ. Bay cái ào. Bay năm sáu chục chục nước nó xuống cái ào á nguyên bầy. Dạ. Đẹp á. Cảnh biển à. Cái này làm gì nó có cái dùng nước xanh á, nó khoan khúc á. Ừ, màu xanh lá cây. À, nó khoan khúc rõ ràng luôn. Thank you.
Không, không tóc đi con đâu đứng về quay được con té luôn. Dạ. Gió với lại cái sức sống nó nhanh lắm rồi. Chạy nhanh lắm. Cái này lưu trong lên cái lượng chính giữa nó đâu có dội trống như thế này. Dạ. Chính giữa anh trống lỏng à. Với nó nhẹ không thưa? Nhẹ. Thì hai bên nó cũng như hai chiếc xuồng chính giữa ngang lót cái tràn. Trong cái tranh đó anh luồn thuốc cho đứt ra rồi. Dạ, nó chạy nó dễ sống lắm. Chạy. Nó lướt cho bằng sống không? Sống nó không có nhồi như thế này đâu. Tại vì mà nó chở nặng nó bắt buộc nó cái ghe mình. Nó bay lướt trên mặt nước. Bay. Lại cao tốc nó cánh cục á. Dạ. Bay hỏng hai cánh mày thấy cái đít nó dính dưới nước không à. Là mấy chiếc đó kêu tàu bay đó không Tư? Tàu cánh nhậm. Cao tốc. Cao tốc là nó kêu tàu cánh nhậm. Thế hả? Tàu cánh nhậm đó. Còn tàu bay khác nữa. Tàu bay là máy bay. Tàu bay là máy bay. Ủa không? Nó đáp dưới nước được. Nó đáp dưới tàu bay trên. Nó đáp dưới nước được. Nó khỏi tranh. Nó đáp dưới nước rồi nó chạy ra. Nó cánh cánh luôn. Dạ. Nó xe heo nó kêu quá. Heo. Sống lần nào còn lấy lớn ha. Ý là bữa nay là được gọi là cái nhà là sống lặng có yên đó mà nó còn cỡ này á. Mấy cái bữa bão chứ sống dữ lắm luôn á. Không có con đi không quen đi tàu con lặn bữa. Rồi mày dựng được dựng được. Chứ mày cỡ ngựa quất lên quất xuống lặn bữa. Cái này mà nãy giờ con còn muốn hơi bị ái nháy rồi đó. Hơi xe sẵn là đậu lớn nó đâu dám chạy. Dạ. Ở tháng trước tôi đi ra đây nè thì địa có số điện chỗ bán vé đó. Dạ. Chủ điện bảo gì có chạy không là không. Dạ. Có hố cho xin nếu rồi. Xin cái anh đó anh chỉ mà đây. Coi nhìn giống ông tiên. Thầy thuốc gắn bảy núi. Thầy bắt gắn hả? Thầy thuốc gắn. Thầy thuốc luôn mà thầy bắt gắn luôn. Thầy quá bên thầy quá Thank you.
đó có người sống nữa kìa. Có nhà cửa mọc lên này đó. Có chọn được cái chỗ nào đấy nữa mình về đó mình ở chưa? Quá, sóng biển quá, sóng biển. Mới nãy trong đất liền bây giờ ra tới đảo rồi. Lần đầu tiên mình đi trên tàu biển, ra giữa biển. Thôi thì chắc này cũng gần tới đảo Phú Quốc rồi, gần tới trên Phú Quốc rồi, tí xíu nó lên đến đó cũng ghi hình chia sẻ nhà, tiếp tục ngang. Cảm ơn cả nhà đã dính thời gian xem video của Tuấn nha.